chuột không dây đa năng Rapu MT760L, đa chế độ, lực nhấn 3200 dp, dễ dàng chuyển đổi, 8 nút bấm, có thể kết nối đến 4 thiết bị cùng một lúc, pin lithium năng lượng tự sạc 800mAh, thời gian sử dụng tới 90 ngày, cảm biến laser, con lăn bên cảm ứng từ hô được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm, có thể kết nối Bluetooth hoặc USB wireless, mẫu mã thiết kế cong, thuận tiện cho việc cầm nắm điều khiển, sản phẩm đánh giá cao trên Ali, xem thông tin chi tiết sản phẩm trên website.